người, mình là Bơ đây. Đây là video đầu tiên của mình làm về phim ngắn trên Toca Boca, nên là mong mọi người sẽ ủng hộ Bơ nha. Cũng như là nếu có sai sót thì mọi người góp ý phía dưới bình luận giúp Bơ. Bơ sẽ tiếp nhận mọi ý kiến của mọi người luôn. Và tất cả nhân vật ở trong Toca Boca này, à không phải tất cả mà là chỉ nhân vật chính thôi nha mọi người, là Bơ sẽ để tên là Rachel, tại vì đây là một cái tên mà cũng khá là thích á. Và bắt đầu thôi nào, let's go. Ủa, mới sáng sớm mà ai gọi mình vậy ta? Alo, Aya hả? Cậu đang ở dưới nhà mình hả? Cậu đợi mình chút xíu nha, mình xuống ngay. Aya, cậu đến rồi. Rachel, đừng nói cậu ngủ mới dậy nha. Ừ, tôi ngủ mới dậy thì. Cậu biết mấy giờ là mấy giờ đâu mà còn ngủ nữa. Thôi tôi biết rồi mẹ, lên phòng tới chơi nha. Ừ, đi thôi. Chào cô chủ, chào cô Aya, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. À, hôm nay có Aya đến chơi chú, cho nên chú làm món gì ngon ngon đã Aya nha. Aya, cậu ăn cái gì chưa vậy? Tôi chưa có ăn nữa. Vậy phiền chú rồi. Không có gì đâu cô chủ, có gì đâu mà phiền chứ. Tôi rất vui là đằng khác. Con ngại quá, phiền chú rồi. Cảm ơn chú nha. Dạ, em chào buổi sáng chị Rachel. Ừ, chào buổi sáng em. Dạ, em chào buổi sáng chị Aya. Ừ, chào em. Lâu lắm rồi mới gặp được cô quản lý này đó. Mong thứ lỗi, bắt mọi người đã phải đợi rồi. Đồ ăn đã đến rồi đây. Ồ, chưa về đã thấy thơm lắm luôn rồi á. Chú ơi, chú làm món gì vậy? Hôm nay tôi đặc biệt làm món ưa thích của cô chủ cũng như là của Aya luôn đó. Mời mọi người thưởng thức nhé. Hôm nay có món thịt phiên Thụy Điển cũng như là gà hầm khoai tây, kèm theo đó chính là tráng miệng macaron. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Con cảm ơn chú nha, con cảm ơn chú. Lần nào qua nhà cậu tôi cũng được ăn ngon hết trơn á Rachel. Thôi, nói nhiều quá à, ăn thôi. Trời ơi, nhìn hấp dẫn chứ kìa, không thể nào cưỡng lại được luôn á. Ăn thôi. Aya, cậu đợi tôi chút nha, tôi thay đồ. Trợ lý của tôi sẽ make up cho cậu, rồi tụi mình sẽ đi mua sắm ha. Dạ, hôm nay em sẽ make up cho chị Aya nha. Cảm ơn em nhiều, lâu lắm rồi mới được em make up cho đó. Tại vì da của chị đẹp á, cho nên em làm nhanh lắm là sẽ xong thôi à. Thôi tới đi thay đồ đây. Dạ em chuẩn bị đồ cho chị sẵn rồi á. Cảm ơn em, cậu đi nhanh đi. Tới thay đồ xong rồi, mọi người make up xong chưa? Dạ vâng xong rồi, còn chút xíu là xong rồi. Da chị Aya quá đẹp luôn, cho nên em nhìn cứ bị mê. Thôi em nói Aya đẹp vậy? Còn phải nói tới cho ai nữa. Tới đẹp từ trong bụng mẹ đẹp ra đấy. Ôi, cậu thật là khéo đùa mà. Nói thiệt á là em hâm mộ hai chị lắm lắm luôn á. Ủa, tại sao vậy? Sao lại hâm mộ chị? Ừ, tại sao vậy? Có gì đâu mà hâm mộ. Đúng không á? Trời ơi, hai chị không biết đâu, hai chị chung chung với nhau từ nhỏ đến lớn. Bây giờ một người làm diễn viên nổi tiếng, còn một người làm người mẫu nổi tiếng nữa mà hai chị vẫn chơi chung với nhau. Thiệt sự em rất là hâm mộ tình bạn này luôn á. Trời ơi, có gì đâu em ơi, chơi với bạn bè đừng có lợi dụng nhau là được, đừng có tính toán là được á em. Bình thường thôi à. Ừ, có gì đâu mà hâm mộ. Xong rồi đi thôi. Ủa, ai da, cậu định đeo kính với khẩu trang hả? Cậu sợ bị phóng viên bắt được hả? Trời ơi, tớ quên mất luôn á. Cái đám phóng viên nó tối ngày cứ săn ảnh của tớ, đeo bám tớ 24/7 luôn, đúng là khó thở mà. À, đúng rồi đó, làm người nổi tiếng bị mất hết cả tự do của mình, đúng là khó chịu thiệt đó. Nè, đeo khẩu trang vào đi Aya. À, còn kính nữa. Đây, kính của cậu nè. Tớ cảm ơn. Không có gì đâu. Đi thôi. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Vào mua sắm thôi nè. Các chị ơi, các chị cẩn thận đó. Coi chừng phóng viên bắt được đó nha. Ồ, hôm nay cửa hàng này ra bộ sưu tập mới nè. Ừ, công nhận đẹp thiệt luôn á. Cậu thử vài món đi.
đúng rồi đó chị Aya, chị thử đi. Đúng rồi, và thử xem. Đây. Chị ơi, cho em thanh toán những món này nha chị. Đây, thẻ của em đây ạ. Cho chị xin nha. Dạ đây. Thanh toán xong rồi em. Chị gửi thẻ lại nè. Dạ em cảm ơn. Dạ cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Công nhận hôm nay mua sắm được nhiều ghê luôn á Rachel. À, mình xách mỏi cái tay luôn đây nè. Mình cũng vậy nè, mình có khác gì cậu đâu. Thôi à, đúng là mệt mỏi làm con gái khổ thật á. Thôi nè, nhanh đi về nhà đi. Ơ cho hỏi có phải chị Rachel không? Chị Rachel, chị Rachel, chị Rachel. Chị Rachel, chị Aya có thể cho chúng tôi xin vài tấm hình được không? Vài câu với vài câu không ạ? Chị Rachel, chị Aya ơi. Xin lỗi mọi người, hiện tại chúng tôi đang không có thời gian đâu. Nên là hẹn mọi người dịp khác nha. Thiệt tình tôi không có ngờ mình đeo khẩu trang đeo kính vậy mà còn bị phát hiện ra luôn á. Ôi tự nhiên là người nổi tiếng chứ cho khổ vậy nè trời. Đi đâu cũng bị nhận ra hết trơn á. Hai chị ơi, hai chị có thư nè. Ủa thư từ sự kiện gì vậy em? Dạ là thư của lễ trao giải diễn viên nữ xuất sắc nhất trong năm nay đó chị. Chưa hết đâu nha, tên của chị còn được nằm ở trong đề cử diễn viên xuất sắc nhất nữa đó. Ủa thiệt không vậy? Ủa con hay quá vậy. Sao cậu giỏi quá vậy? Cho chị xem thử với. Dạ đây ạ. Dạ còn cái là thư mời của chị Aya. Aya ơi, tớ được đề cử thiệt nè. Đây là thiệt hả? Đây không phải là mơ đúng không mọi người? Đúng là vậy không nhỉ? Dạ đúng rồi, đây là thiệt mà. Chúc mừng cô gái của chúng ta. Ơ, tớ thật sự rất là vui luôn á. Ơ, khoan đã. Có tên có Bella đó nè. Bella cũng được đề cử hả? Cô ấy giỏi lắm, làm sao tớ có thể tranh lại giải với cô ấy được. Ôi bà cô của tôi ơi, cậu chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Chứ đâu cần phải suy nghĩ người khác có hơn mình hay không đâu. Nhưng mà Bella giỏi lắm luôn đó. Cậu có biết không, cô ấy hiện tại bây giờ đang là một diễn viên rất là nổi. Cô ấy còn có 10 năm kinh nghiệm ấy chứ. Ờ thôi nè, cậu chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Đừng có bi quan như vậy chứ. Đúng không? Nhưng mà tớ... Thôi nào, suy nghĩ tích cực lên và cố gắng hết sức mình đi nào. Biết đâu là bất ngờ. Bạn ta sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu mà. Dạ đúng rồi đó, chị cố lên nha. Nghe mọi người nói vậy mình vui lắm. Cảm ơn mọi người vẫn luôn bên cạnh mình nha. Mình hứa sẽ cố gắng thật nhiều trong lễ trao giải sắp tới. Ồ, Rachel, tôi nhớ hôm nay thì cậu cũng được đề cử trong diễn viên xuất sắc nhất năm quá hả? Ồ, hello cậu Bella. À, chỉ là tôi nghĩ tôi sẽ gặp được người khác xuất sắc hơn như vậy thôi. Nhưng mà không ngờ cũng chỉ tới vậy. Hay, đúng là sân chơi này quá dễ để giành chiến thắng rồi. Ủa, cô nói vậy là có ý gì vậy Bella? Chẳng phải tớ và cậu chưa hề có xích mích gì với nhau sao? À, chỉ là tôi cảm thấy thật là không xứng đáng khi mà đứng cùng sân khấu với cậu thôi. Cậu định địch hóa thiên nha hả? Cậu định làm lọ lem hả? Đã vậy còn muốn giành cả vương miện nữa như cúp của tôi. Cậu không xứng đáng đâu. Cậu nên biết địa vị mình ở đâu đi. Đúng là cái đồ không biết tự lượng sức mình. Xin chào toàn thể quý ông quý bà đang có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Lễ trao giải diễn viên xuất sắc nhất trong năm qua. Theo như tôi thấy thì ở dưới khán đài có rất là nhiều khách mời đang trông đợi vào cái kết quả cuối cùng của đêm hôm nay. Và vâng thưa mọi người, tôi sẽ không để mọi người đợi lâu nữa đâu. Ngay tại giây phút này, tôi xin được mời diễn viên Rachel và diễn viên Bella, hai ứng cử nổi bật nhất trong năm qua, để giành hạng mục ai chính là diễn viên xuất sắc nhất. Đầu tiên đến với diễn viên Bella. Cô gái này tuy còn trẻ nhưng đã cống hiến được cho nghệ thuật hơn 10 năm nay rồi. Những bộ phim của cô ấy thì đều là những bộ phim hot cũng như là lượt xem rất là khủng luôn. Đến với đề cử thứ hai đó chính là diễn viên Rachel. Đây là tiểu hoa mới nổi. Cô ấy cũng đã vượt bậc rất là nhiều người trong giới giải trí để có được như ngày hôm nay cùng vô số bộ phim rất là hot đang trên thị trường. Ngay tại lúc này tôi xin được mời đến sân khấu tổng giám đốc của công ty giải trí Enjoy lên trao vương miện cũng như là trao cúp cho diễn viên xuất sắc nhất trong năm nay của chúng ta. Xin chào mọi người, trên tay tôi đây chính là chiếc cúp cũng như là chiếc vương miện vô cùng danh giá mà không phải có tiền là mua được. Vì đây chính là đổi lại sự thành công của các bạn cũng như là sự nỗ lực cố gắng của các bạn trong từng ngày.
Đây là chiếc cúp cũng như vương miện dành cho những người xứng đáng sở hữu nó mà thôi. Ngay tại lúc này tôi thật sự rất là hào hứng và hồi hộp, không biết người chiến thắng sẽ là ai đây. Ai sẽ là người vinh dự cầm trên tay chiếc cúp cũng như cái chiếc vương miện quý giá này đấy. Và cuối cùng thời khắc này cũng đã đến. Xin chúc mừng diễn viên xuất sắc nhất trong năm vừa qua. Đó chính là Rachel. Ủa thì như vậy sao? Không có tính được là. Ủa là mình sao? Là mình thiệt hết hả? Không thể vậy được. Xin chúc mừng Rachel. Sự chăm chỉ và cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng rồi đó. Tôi trao lại cho cô chiếc cúp này cũng như là vương miện. Xin chúc mừng diễn viên xuất sắc nhất trong năm qua, Rachel. Xin chúc mừng Rachel, cô đã làm rất là tốt rồi đó, đúng vậy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã bình chọn cho mình. Còn bây giờ thì mời Rachel phát biểu vài câu nhé. Đúng là đáng ghét mà. Điều đầu tiên cho Rachel xin được gửi là cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ cũng như là đã bình chọn cho Rachel trong thời gian vừa qua. Rachel biết là mình còn trẻ và còn rất là nhiều thiếu sót, nhưng mà mọi người vẫn đặt niềm tin cũng như là hy vọng ở Rachel, nên là Rachel hứa trong tương lai gần Rachel sẽ cố gắng cho dồi dĩ xuất hơn và cũng như là sẽ không để cho mọi người thất vọng đâu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.